Và cũng cần phải nói thêm rằng các nhà vô địch của giải Mỹ mở rộng thường ăn mừng chức vô địch trên đỉnh của tòa nhà Empire State ở New York, một cách quen thuộc để đánh dấu chiến thắng của mình. Nhưng với Emma Raducanu, cô còn bận rộn hơn rất nhiều. Bữa tiệc ăn mừng chức vô địch của Emma Raducanu và bạn bè đã kéo dài tới 5 giờ sáng trước khi cô tham gia chương trình truyền hình chào buổi sáng nổi tiếng tại Mỹ. Tại đây, tay vợt 18 tuổi người Anh khiến tất cả đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác với sự tự tin và hài hước trong những câu trả lời của mình. Bố mẹ đã rất nghiêm khắc với tôi từ khi còn nhỏ. Điều này giúp tôi có thể định hình rõ ràng hơn con đường mà mình đi. Nó cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn, nhất là khi thi đấu ở những sân đấu lớn như Mỹ Mở Rộng và các giải đấu lớn như Grand Slam. Raducanu sau đó cũng tự tin xuất hiện trên thảm đỏ của Met Gala với phong cách độc đáo ở một sự kiện từ thiện quy tụ những ngôi sao giải trí và thể thao hàng đầu nước Mỹ. Và không chỉ có mặt trên những game show truyền hình, trên thảm đỏ, địa điểm tiếp theo mà Raducanu không muốn bỏ lỡ chính là sàn chứng khoán New York. Tôi như đang ở trên 9 tầng mây vậy. Tôi rất vui khi được ở đây, trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Đây là nơi duy nhất mà tôi muốn đến trước khi rời New York. Con đường mà Emma Raducanu đang đi có vẻ giống hệt cách mà búp bê người Nga Maria Sharapova đã làm sau khi vô địch giải Grand Slam đầu tiên năm 2004 tại Wimbledon. Sharapova khi đó mới 17 tuổi và đã liên tục xuất hiện trong các show truyền hình nổi tiếng. Cha, xin chúc mừng. Cảm ơn ông. Thời gian vừa qua bạn vẫn còn hơi sốc phải không? Khi tham gia chương trình này tôi còn lo lắng hơn so với trước trận chung kết. Tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy? Tôi đang nói đùa vậy thôi. Khi theo dõi lại trận đấu đó, bạn có tự hỏi làm thế nào mình có thể đánh bại cô ấy không? Không, tôi không bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Ông biết đấy, nhưng tất nhiên tôi luôn phải suy nghĩ tích cực là tôi có thể làm được điều đó. Và bây giờ tôi đoán là ông biết cô ấy có thể bị đánh bại. Người đại diện lúc này của Raducanu chính là Mark Eisenberg, phó chủ tịch phụ trách quần vợt của tập đoàn giải trí khổng lồ IMG, người đã đưa Sharapova không chỉ trở thành một tay vợt thành công với 6 danh hiệu Grand Slam, mà còn với khối tài sản khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Raducanu trước khi bước vào giải Mỹ Mở Rộng mới chỉ có được 25.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Sau giải đấu này, cô có thêm tấm séc trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Nhưng chưa dừng lại ở đây, những chuyên gia kinh tế đã sớm tính toán được rằng với tài năng và tiềm năng của tay vợt trẻ này, cô không sớm thì muộn cũng trở thành tay vợt nữ tỷ đô đầu tiên của quần vợt thế giới. Ngay sau khi Emma đăng quang tại Mỹ Mở Rộng, các luật sư đã đua nhau đăng ký tay vợt trẻ với các giám đốc thương hiệu. Tại Anh, các từ như Emma hay Raducanu đã được đăng ký bảo hộ để mở đường cho các dòng mỹ phẩm, nước hoa, quần áo và giày dép của riêng tay vợt này. Giấc mơ của các nhà quảng cáo là giúp Emma tìm ra một bản hợp đồng có thể vượt qua thỏa thuận tài trợ 10 năm trị giá 215 triệu bảng của Roger Federer với thương hiệu thời trang Uniqlo, hoặc thỏa thuận với thương hiệu Tiffany ở Trung Quốc có thể thu về 20 triệu bảng một năm. Theo Jonathan Shalit, chủ tịch của Inter Talent Group, một cơ quan quản lý tài năng có trụ sở tại London, thì nếu Emma vô địch Wimbledon vào năm tới và gặt hái được nhiều thành công trong vòng 10 năm, cô ấy sẽ trở thành ngôi sao thể thao nữ đầu tiên trên thế giới có giá trị tỷ đô. Khi đó, Emma Raducanu sẽ đứng ngang hàng cùng các huyền thoại thể thao như vận động viên bóng rổ Michael Jordan, tay golf Tiger Woods hay tay vợt Roger Federer.